Vâng, nếu quý anh chị chúng ta đang mong muốn tìm mua một mẫu xe gầm cao 7 chỗ, rộng rãi, form dáng đẹp, nhiều công nghệ để có thể là phục vụ cho việc đi lại của gia đình, thì ngày hôm nay em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe vô cùng chất lượng đến từ một cái thương hiệu của Nhật, đó chính là Mitsubishi. Có thể nói là nếu như so với các đối thủ trong phân khúc thì hiện tại trước Mitsubishi em đang có tại đây, nó có một cái mức giá thực sự là tốt hơn hẳn so với những đối thủ của mình. Nhưng mà các anh chị có thể thấy là dòng xe này thì nó cũng nổi tiếng về cái độ bền bỉ, lành tính và cái khả năng vận hành của nó thì thực sự cũng rất là chất lượng. Vậy thì trước mặt các bác ngày hôm nay em Việt đang có là một mẫu Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 Premium, sản xuất là năm 2018 anh chị nhá. Đấy, và mẫu xe mà các bác có thể thấy là kiểu dáng thiết kế cũng rất hiện đại, trẻ trung. Đặc biệt như em nói là với một cái mức giá ngày hôm nay chúng ta sở hữu cho mình được chiếc xe 7 chỗ 2018 này, thì quý anh chị chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em có hơn 600 thôi, hơn 600 triệu một chút, các anh chị đã có thể sở hữu cho mình em nó. Vậy thì chất lượng của chiếc Outlander như nào theo thời gian, thì em Việt mời các anh chị chúng ta có thể cùng dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc xe này, để xem là liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra để sở hữu cho mình với mức giá nó chỉ có hơn 600 triệu một chút xíu hay không các anh chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Ở thế hệ này thì chiếc Outlander với ngôn ngữ mà Mitsubishi gọi là Dynamic Seal, có nghĩa là tạo hình giống như là một chiếc khiên, thì các bác có thể thấy là phần đầu xe của chiếc Outlander rất nổi bật với những cái thanh nan chrome to bản. Nó kéo từ cái phần mép đèn này cho đến phần đèn gầm phía dưới. Đấy, và các bác có thể thấy hệ thống đèn pha chính của xe nhá. Thế đây là bản full thì nó được trang bị tới hai bóng đèn bi bên trong, giải đèn LED định vị ban ngày. Đấy, đèn halogen này. Ở mặt ca lăng thì các bác có thể thấy là cũng có thêm những thanh nan chrome to bản. Đấy, và logo thương hiệu Mitsubishi ở chính giữa. Ngoài ra thì ở khu vực bảng số thì chúng ta có là cái chi tiết nhựa bóng piano. Phần đèn gầm thì đây các anh chị nhìn giúp em này. 2018 nhá. Đấy, có rửa đèn pha luôn, rất nhiều tính năng và công nghệ. Tất cả tình trạng của chiếc xe này thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, bao chiếc hãng toàn quốc nếu mà các anh chị chúng ta còn cảm thấy lăn tăn về chất lượng của chiếc xe này. Và đây em quay tiếp các anh chị chúng ta với phần đèn pha bên phía lái này để các anh chị chúng ta thấy giúp em độ đẹp của nó. Hai bóng đèn bi, giải đèn LED định vị ban ngày. Hơn nữa thì các bác nhìn giúp em những đường mép này, nó rất liền lạc, nó thẳng như kẻ chỉ luôn, đúng không ạ? Kể cả những cái xung quanh viền đèn các bác thấy là cũng không có khe hở nhá. Đấy, không có khe hở. Và kể cả phần đèn gầm phía dưới này. Các chi tiết cản phía dưới thì cũng có, họ sơn màu ghi bạc tạo điểm nhấn cho cái ngoại hình phần đầu của chiếc Outlander thêm phần đẹp mắt. Và các anh chị nhìn giúp em những đường mép capo này, nó cũng phải thẳng tắp tắp như này nhá. Ngoài ra thì các anh chị thể thấy ở trên gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan làm cái giải đèn LED này, tay nắm cửa mạ chrome. Viền cửa kính thì chúng ta cũng có những thanh nẹp chrome rồi, giúp tạo điểm nhấn. Đặc biệt là chiếc xe cũng được trang bị với bộ la răng phay lên tới 18 inch đa chậu, thiết kế rất đẹp mắt. Bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS nhé. Lốp lắp con này thì gai cũng còn rất là dày này. Đấy, các chị ta mua về là đi được ngay. Đấy, những đường mép cánh cửa các bác nhìn giúp em, nó phải đều thẳng tăm tắp nhé. Vậy thì tiếp tục chúng ta có thể đi về cái phần phía sau của chiếc Outlander này. Đấy, các anh chị có thể thấy màu trắng ngọc trinh đúng không ạ? Rất đẹp, nhìn nó rất là nhã nhặn. Và đây là cái phần phía sau của chiếc Outlander thì các bác có thể thấy nổi bật chúng ta có một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao này, gắn mưa kính phía sau. Đèn hậu thiết kế khá là lớn với những giải đèn LED bên trong, các bác nhìn xem. Rất đẹp luôn nhá. Đấy, và đây em quay cho các bác, các anh chị chúng ta cũng kiểm tra cho em xung quanh cái viền đèn này, nó phải không có khe hở nhá, cái đường mép này. Đấy, nó phải thẳng và đều tăm tắp. Đó, la răng phía sau này gần như là người ta đi người ta không để lại vết xước sát gì luôn. Được chưa ạ? Đấy, vâng, và đây tổng thể phía sau của chiếc xe này. Đấy, các bác có thể thấy là cũng rất đẹp luôn đúng không ạ? Rất đẹp luôn nhá. Đó, các chi tiết các anh chị có thể quan sát giúp em. Con này đang mang biển 14 Quảng Ninh thì em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nhá, để cho anh chị chúng ta có thể là vào tên. Đấy, trong vòng một nốt nhạc các bác nhìn giúp em phần đèn hậu bên phía phụ này. Nó cũng led căng luôn. Đây ạ, những cái đường mép này. Đó. Vậy thì mở luôn các anh chị chúng ta cái khoang cốp ra này. Vâng, thì đây. Chiếc xe này nó là dạng 5+2 giống như là CRV hay là Hyundai Santa Fe vậy. Tuy nhiên thì các bác có thấy là khi mà chúng ta không sử dụng đến hàng ngày thứ ba, các bác có thể gập phẳng xuống thì các anh chị chúng ta sẽ có một cái không gian cốp tha hồ rộng để các anh chị chúng ta mang theo đồ đạc, vali, hành lý những chuyến đi của mình. Nếu mà trong trường hợp chúng ta sử dụng đến hàng ngày thứ ba thì các anh chị chúng ta có thể kéo lên thì cái khoảng cốp còn lại vẫn đủ rộng nhé. Các anh chị nhìn cho em cái khoảng cốp còn lại của nó này, từ đây đến đây thì vẫn đủ rộng để cho anh chị chúng ta thể để đồ. Phía sau này chúng ta còn có cả cổng cắm sạc 12V này, 120W này. Đấy, và độ zin thì đây em quay cho các anh chúng ta những cái vệt đinh tán keo chỉ zin của nhà máy này. Đó, tường lốp nhá, không một vết vặn, được chưa ạ? Đây, tất cả tình trạng là nguyên zin nguyên bản. Đấy, các bác thấy con này nó xuất sắc luôn nhá. Phía dưới này chúng ta sẽ có đồ đạc này, để đồ này. Được chưa ạ? Rất ok. Đấy. Và đó là cái phần cốp phía sau của chiếc Outlander. Vậy thì em quay cho các anh chúng ta một chút cái phần gầm nhá. Đây, lốp dự phòng nó treo phía dưới này.
Đấy, các bác thấy gầm của nó đẹp chưa? Đây là từ cái cổ xả này, ống xả này, cổ bô này. Đấy, ở showroom em thì nó có sẵn cầu nâng, thì bác nào mà muốn kiểm tra kỹ hơn thì các anh chị chúng ta xuống trực tiếp showroom bên em, thì bên em sẽ nâng cầu lên để cho các anh chúng ta kiểm tra cầm bệ của xe này nhé, trước khi chúng ta giao dịch. Hoặc là anh em nói là các bác hoàn toàn có thể là đem ra check hãng. Tổng thể về phần ngoại thất của xe thì các bác có thể thấy là sơn xi bên ngoài của nó cũng còn rất là đẹp nhá. Khi mà xe nó không để lại nhiều vết xước sát, nhất là cái chi tiết nhựa nó theo thời gian, nhưng mà chủ cũ người ta đi cũng rất là cẩn thận nên là nó còn đẹp. Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Và bây giờ thì để giúp các chị chúng ta đánh giá kỹ lưỡng hơn thì em sẽ mời các bác chúng ta mở cửa và đi vào nội thất bên trong của chiếc Outlander. Vâng, các bác có thể thấy là chiếc xe này nội thất bên trong cũng mang tới cho chúng ta với một cái không gian rất rộng rãi và trang bị cũng khá là nhiều công nghệ và tính năng, đúng không ạ? Đầu tiên thì quý anh chị chúng ta để thấy là xe được trang bị nội thất ghế da màu kem này và giữ lỗ thông hơi nhé. Đấy, và form ghế thì các bác thấy là còn khá mới này. Đấy, cái chi tiết ghế da này em quay cho các chị rất cẩn thận này, ghế phụ cũng vậy này, còn rất đẹp luôn. Xe được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện các bác nhá, ghế lái là có chỉnh điện này. Đấy, vô lăng ba chấu và với các chi tiết nhựa bóng piano kết hợp với bọc da cao cấp. Ở đây chúng ta có tính năng ga tự động cruise control này, lẫy chuyển số thể thao này, đề nổ start stop này, đèn auto và gạt mưa auto nhá. Và mức công tơ mét hiện tại của xe thì các bác thể thấy là nó mới chỉ có chạy có 7 vạn rưỡi thôi. Ngoài ra thì ở đây các anh chị thể thấy là chủ nhân cũ đã nâng cấp lên cho chúng ta với một cái màn hình Android tích hợp cầm nùi Full HD. Hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập nhá, hai vùng độc lập các bạn. Ở phía dưới đây thì các anh chị thể thấy là khu vực cần số thì đây. Ngoài ra chiếc xe nó còn được trang bị chúng ta sưởi và làm mát hai ghế trước, phanh cơ, ghế da này, ghế da phụ các bạn nhìn cho em này, rất mới luôn nhá. Đấy, có cửa nóc đầy đủ công nghệ luôn. Đấy, trần nỉ màu kem, các bác thấy là chủ cũ chúng ta đi rất là giữ gìn sạch đẹp đúng không ạ? Tiếp tục thì ở đây các anh chị thể thấy độ zin nguyên bản của xe này, các chi tiết bản lề từng nốc này. Đấy, không một vết vặn nhé. Đấy, tapi cánh cửa thì các anh chị có thể thấy là họ phối hai tông màu đen và kem, thêm những chi tiết bóng piano với những đường sọc bên trong tạo điểm nhấn cho cái nội thất bên trong của xe này. Tay nắm cửa mà chrome nhé. Đấy, kính auto, gương chỉnh điện và gập gương. Đấy, chi tiết bọc da, may chỉ tạo điểm nhấn này, rất mới luôn. Đấy, và phải nói là một chiếc xe thực sự còn rất chất lượng bạn. Móc khóa này, đấy, tem mác các bác nhìn giùm em đây ạ, nguyên zin nguyên bản hết nhé. Và nguyên zin nguyên bản hết. Và tiếp tục với hàng ghế thứ hai thì các anh chị có thể thấy là chiếc xe này nó mang đến chúng ta với một cái không gian hàng ghế sau thực sự rất rộng, đủ chỗ các bác ngồi ba người lớn thoải mái luôn, ba người lớn thoải mái luôn. Các anh chị nhìn cho em ghế của nó này. Đấy, cũng còn rất đẹp nhá. Đây ạ, ghế da tất cả tình trạng là nguyên zin nguyên bản phần trần đây. Đấy, phía sau này chúng ta có cửa gió điều hòa này cho hàng ghế sau này. Đó, và các chi tiết bản lề thì đây em quay thật kỹ để cho các anh chị chúng ta có thể đánh giá được tình trạng của xe nhá, từ cái móc khóa này. Đấy, các bác có thể thấy tem mác đầy đủ hết. Và nói chung là con này thì bao zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị chúng ta từ A đến Z. Chưa? Và tiếp tục thì em mời các anh chị chúng ta sang phía bên đây. Đấy, để các anh chị chúng ta để thấy độ đẹp của nó nhé. Con này thì rất chất lượng luôn các bạn. Vâng, rất chất lượng luôn. Đây các anh chị nhìn xem này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Ghế này. Đấy, từ cái móc khóa này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn, rất đẹp luôn. Và đây tiếp tục thì tapi cánh cửa bên phía phụ nhá. Các anh chị có thể quan sát cho em này. Đó, móc khóa này. Đấy, bản lề này. Như này thì các anh chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng chưa? Ở đây chúng ta cửa gió điều hòa cũng có chi tiết và những bóng piano và những đường sọc. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, từ con ốc này, từ cái móc khóa này. Đấy, các bác có thể thấy quá đẹp luôn. Vậy thì thực sự là nội thất và ngoại thất chiếc xe này không có từ gì để chê, đúng không ạ? Và bây giờ để giúp các anh chị chúng ta đánh giá được cái độ zin của xe thì em sẽ mở lắp capo chúng ta kiểm tra khoang động cơ nhá. Dạ vâng, và thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.0 Mivec của chiếc Outlander. Em Việt đang để nổ máy để cho các bác thấy là tiếng máy nổ thì rất là êm. Hai nữa con này thì bao zin mất tủ gioăng dàn cò luôn, các chị nhìn em keo dàn cò của nó vẫn còn này. Đấy, cái hai nữa là các bác nhìn cho em từ ốc capo đây. Đấy, các chi tiết ủng giảm sóc này. Đó. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đấy, các chị nhìn cho em này, nỉ cách âm ở capo này. Đấy, bên này các bác có thể quan sát giúp em. Đấy, capo nhá. Máy nổ êm thin thít luôn. Đấy, bác nào mà cảm thấy lăn tăn về chất lượng thì các chị vẫn hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng nhá. Đấy, các bác nhìn cho em những lỗ tròn này. Đấy, cái này có va chạm cái là các bác thấy là méo ngay, đúng không ạ? Nhưng mà đây lỗ tròn của nó rất đều luôn. Vậy thì có lẽ là chi tiết chất lượng chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì với mức giá chỉ có 625 triệu đồng dành cho chiếc Outlander 2018 phiên bản 2.0 Premium đang có mặt tại showroom của Việt. Quý anh chị nào tay yêu mến quan tâm tới chiếc xe này thì em mời các bác chúng ta trực tiếp liên hệ nhấc máy alo cho em theo hotline là 0947598859 để em hỗ trợ và tư vấn cho các bác cụ thể về chiếc Outlander này các chị nhá. Và một lần nữa thì rất cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.